Kính thưa các bạn, hôm nay là ngày 29 Tết các bạn, ngày tất niên, ngày cuối năm. Thì mình xin làm cái video này, trước nhất là mình cảm ơn các bạn đã theo dõi mình video mình thời gian qua, ủng hộ mình. Thì theo nội dung kênh của mình, kênh của mình có hai chủ đề chính đó các bạn, là chống tham nhũng và chỉnh chu là bệnh. Nên là mình coi như tất niên ha các bạn, tất niên đi, cái tôi chọn ra hai cái việc mà là xôn xao trên cộng đồng mạng trong thời gian qua để chúng ta bình luận về, chúng ta tổng kết, ta nói lại hai cái vấn đề này nha các bạn. Kênh mình có hai cái nội dung chính, tức là về chống tham nhũng thì mình nói về vấn đề tham nhũng trước nha các bạn, cái hai là chỉnh chu là bệnh, thì một hồi mình sẽ nói về cái vấn đề bình luận đó các bạn, chỉnh chu những cái bình luận trên cái cộng đồng mạng. Thì trong năm qua đó các bạn, năm qua cái tình hình dịch bệnh của mình nó biến đổi rất là phức tạp đó các bạn. Thì mình, dân mình cũng, nhà nước cũng chủ trương nhiều thứ để cho mình là chống dịch đó. Nhưng mà nó lại rất tiếc là nó xảy ra một cái vụ mà phải, theo tôi gọi là đại án đó các bạn, đại án về tham nhũng, về sinh mạng đó. Tức là vụ công ty Việt Á đó. Thì về cái công ty Việt Á này tôi cũng đã làm hai cái video nói về cái là tán tận lương tâm của những người làm nghề y đức này, và cái vấn đề là tham nhũng về sinh mạng. Và tôi cũng có làm cái video để mà tôi kiến nghị là ban, là chỉ đạo là trung ương về chống tham nhũng tiêu cực là phải vào cuộc, chứ để Bộ Công an làm thì nhiều khi nó có vấn đề này vấn đề nọ, nó không ấy. Thì báo cho các bạn biết là không biết tiếng nói của mình nó có giá trị gì không, nhưng thật sự bây giờ thì cái tiến trình mà điều tra cái công ty Việt Á này thì là ban chỉ đạo về trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng đã vào cuộc, tức là vào cuộc song song với là bên công an. Tức là cái vụ đại án này các bạn, về mặt tiền á, thì nó không nhiều bằng những cái án khác, nhưng về tính chất nghiêm trọng của nó, và cái là ảnh hưởng đến cái sinh mạng và cái chiến lược chỉ đạo chống dịch của chính phủ á. Thành ra tới nay thì là Bộ Chính trị đã với ban chỉ đạo trung ương là đã quyết định là coi như là tiến hành là điều tra hai mặt các bạn, một mặt về pháp lý công an, tức là Bộ Công an vào cuộc điều tra, một mặt nữa là về bên đảng, tức là ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực là cũng là tiến hành là song song nha các bạn. Thì cái chuyện này thì mình phải chờ kết quả thôi. Thì cái năm qua mà lớn nhất cái đối với đất nước, mà cái chuyện mà coi như chuyện buồn lớn nhất của mình là vấn đề dịch ha các bạn. Thì kèm theo đó là những người ăn theo là cái dịch bệnh này, mà cái liên quan đến vấn đề tham nhũng đó là cái công ty là Việt Á. Thì mình cũng đã làm mấy cái video rồi, hôm nay mình cũng xin nói lại cho các bạn biết là hiện nay là cái công ty Việt Á này là được hai cái cơ quan mà tiến hành làm, tức là cái Bộ Công an và cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Thì sớm muộn gì cũng, mình cũng nghĩ là thế nào sớm muộn gì là cũng sẽ đưa ra ánh sáng nhiều người, trong đó có nhiều người có trách nhiệm là quan trọng. Thì cái đó là một cái chuyện buồn. Có chuyện buồn để mà tham nhũng trên cái sinh mạng và tán tận lương tâm gì đối với ngành y, đó là một chuyện buồn. Nói chung là đối với đất nước đó là một chuyện buồn. Về một cái chuyện vui cũng là của về cái ngành y, ta nói cũng có hai việc. Tức là hiện nay chúng ta đã phủ sóng là được vaccine các bạn.
vaccine là chúng ta là phủ hai mũi là cho công dân là từ là 18 tuổi trở lên là 100%, hai mũi các bạn. Rồi cái người tiêm cái tỷ lệ là tiêm mũi thứ ba thì là cũng đang tiến hành là được 60-70% rồi các bạn, tức là cho những cái người mà có khả năng kêu bằng những người lớn tuổi đó có khả năng là nhiễm virus đó, giống như tôi rồi các bạn, tôi cũng tiêm là mũi ba xong rồi đó các bạn. Rồi tiêm trẻ 12-17 tuổi là mình cũng tiêm là được là hai mũi rồi đó các bạn. Thì là tới nay thì Việt Nam mình là tiêm là khoảng là 180 triệu liều các bạn. 180 triệu liều. 180 triệu liều, bữa nay chắc đã lên tới 190 triệu liều rồi. Không về tôi cũng chưa có cập nhật số liệu lắm, nhưng mà khoảng từ 180-190 triệu. Tức là theo kế hoạch đề ra là mình chỉ cần là 150 triệu liều thôi. Nhưng mà do cái quá trình là vận động ngoại giao tốt quá các bạn, thành ra là mình đã đến nay là mình đủ vaccine và có thể dư thừa vaccine để mà chích cho dân tới mũi ba luôn. Thì cái đó là cái điều đáng mừng cho nhân dân mình. Nhưng mà cái này cũng phải là cái công này là cũng phải chúng ta phải tính đến là cái công là của cái ngành ngoại giao, công của chính phủ. Tức là các bạn biết là chúng ta bị dịch ra là trong cái thời kỳ là vaccine cực kỳ khan hiếm. Mà lúc trước tôi có làm cái video, nếu tôi là thủ tướng đó các bạn, thì tôi sẽ là nhập vaccine Trung Quốc để mà tôi chích. Thì đương nhiên trong quá trình thì tới nay chúng ta được 190 triệu liều mà để là chích cho dân. Thì trong đây là nhà nước là vận động khoảng được 90 triệu liều đó các bạn, mua khoảng 100 triệu. Thì đó là tất cả các nguồn vaccine trên thế giới mà trong thời gian qua là mà chích cho dân là hầu như rất là nhiều nguồn, từ đi xin, đi mua, đi vận động ngoại giao các bạn. Thì mấy anh mà youtuber mà chống cộng, mấy anh mà não teo to miệng nè các bạn. Các bạn phải thông cảm, tôi gọi mấy anh youtuber mà chống cộng là não teo to miệng, là nó não teo mà to miệng, nó cũng có lý do. Tôi cũng đã trình bày với các bạn hôm trước rồi. Mấy cái anh này là tư tưởng anh cứ chống cộng, cứ chống thôi, anh không biết mở ra anh nhìn cái gì hết. Thì tôi nói mà anh lại là lớn tiếng anh nói nữa. Có một số anh thì não teo nhưng mà không có to miệng, cũng chống nhẹ nhẹ thôi. Có những anh thì não rất là teo mà chống đủ thứ, trong đó có việc mà chống phá cái vụ vaccine của mình. Tôi cũng có đã bình luận những cái video trước rồi các bạn. Có nhiều anh nói là mình là 10 năm nữa chưa chích đó là 10 năm nữa là chưa có phủ cái vaccine được cho dân mình. Bây giờ bước đầu vaccine rất là khan hiếm các bạn, mình là tiêm là rất là chậm, nguồn mình không có về, không có đủ. Mình vận động cũng xin cũng chậm, rồi mà thuốc mua về cũng chậm nữa. Nên mấy ảnh lên, mấy ảnh bình luận là mấy anh não teo mà to miệng này, anh lên bình luận là 10 năm nữa mình chưa tiêm được vaccine. Nhưng mà thật sự ra là mình tiêm có mấy tháng các bạn. Mình tiêm mà thần tốc. Cái bây giờ hiện nay là nhà nước chủ trương là tiêm là xuyên Tết đó các bạn. Tức là không có nghỉ ăn Tết. Cái chỗ nào mà chưa đủ là nhà nước là tiếp tục vận động là dân là tiêm đó. Mấy cái anh não teo to miệng này thì anh nói 10 năm nữa. Nhưng mà thật sự ra mình làm có mấy tháng các bạn. Làm 6-7 tháng xong. Thì như vậy là tình hình dịch bệnh của mình nó giảm các bạn. Giảm thì nó giảm đi là cũng khá, tức là giảm được phân nửa. Hồi trước mà thời gian mà cao điểm nhất của mình là 30 mấy ngàn, nay là mình còn 10 mấy ngàn. Nhưng mà cái tiêm vaccine được có cái là dân mình nó chết ít các bạn. Cái lượng chết rất là ít. Hồi trước là chết rất là nhiều, ngày có khi mấy trăm các bạn. Bây giờ 100 mấy 200 thì nó cũng vậy, là mình cũng đã mừng. Với dịch bây giờ thấy là tình hình nó cũng ổn, phía Nam này thì ổn, bây giờ còn phía Bắc thì nó hơi chút xíu. Thì coi như về mặt chống dịch là mình cũng là trên đà, là cũng bắt đầu đã có phát huy tác dụng các bạn. Nhờ cái vaccine này
Mà cái công này lớn á, cái công này lớn á, phải nói là thuộc về là cái ngành ngoại giao. Nha các bạn, đi vận động, đi xin. Mấy cái anh mà não to teo mà to miệng, ảnh nói mình đi ăn mày đó các bạn. Mình đi ăn mày. Nhưng mà anh đâu có biết là để ăn mày được là cả trăm triệu liều như thế này, phải có vị thế như thế nào người ta mới cho chứ các bạn. Hôm nào thì tôi sẽ làm cái video nói về cái vấn đề này. Hôm nay thì mình chỉ tổng kết mình nói là đây, cái kênh tôi theo cái chủ đề cái kênh thôi, tức là nói về chống tham nhũng và phải chỉnh chu là bình. Thì về chống tham nhũng thì mình nói cái tiêu cực của công ty Việt Á là tôi thấy nổi cộm nhất, làm cho dân chúng là bức xúc nhất. Về cái bên cạnh đó là cái liên quan đến cái vấn đề vaccine, thì tôi xin thưa với các bạn là như vậy. Tức là vaccine thì chúng ta cũng nên là cái đó là một sự thành công của đất nước đó các bạn. Cũng mừng dân mình giờ cũng là cũng hết cái ngại, hết cái bị tâm lý ức chế về mặt tâm lý đó các bạn. Thì vaccine bây giờ đã phủ đều hết toàn nước rồi. Giờ đang tiêm mũi 3. Các bạn. Tôi tiêm mũi 3 cách đây cũng nửa tháng rồi các bạn. Thì cái vấn đề nó là như vậy. Thì mình cũng cái ngành y tế mình được có hai việc, được một việc lớn nhất, quan trọng nhất, tức là đã phủ được vaccine. Bên đó thì cái tiêu cực về cái test kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Đó, mình chọn hai cái chủ đề này trong cái vấn đề mà cái vấn đề chống tham nhũng. Về cái chủ đề mà chỉnh chu là bình đó các bạn, thì mình chọn cái chủ đề là cái drama của bà Phương Hằng. Hôm nay mình cũng nói tâm sự, làm chia sẻ với các bạn luôn là mình. Thì cái drama của bà Phương Hằng thì xảy ra 8-9 tháng rồi các bạn. Thì đến nay thì mọi chuyện nó cũng tương đối là coi như hà màn rồi, cũng kết thúc rồi. Nha. Thì qua đây chúng ta nói gì? Thông thường các bạn, những cái video này tôi làm đầu tiên là tôi ca ngợi cái bà Phương Hằng này, là bà này là nữ kiệt 4.0. Phải không các bạn? Thì tôi tới giờ này tôi cũng vẫn quan điểm là tôi giữ cái quan điểm ban đầu của tôi, nhận định về bà này. Phải không? Thì hôm nay tôi mới phân tích để tôi nhận định cho các bạn là hai phe. Những cái video mà tôi bình luận về cái drama của bà Phương Hằng này, tôi nói nước đôi không các bạn? Tôi nói phân hai không à? Cái gì cũng phải chờ cơ quan chính quyền. Bởi vì khi mà cái người ủng hộ bà Hằng thì là nói là nghệ sĩ này nọ, còn cái người ủng hộ nghệ sĩ thì nói bà Hằng này nọ, tức là hai bên trên cộng đồng mạng mình, trên YouTube cũng vậy các bạn. Từ trong nước đến ngoài nước nó chia làm hai phe. Nha. Tôi không biết có ai đứng trung lập như tôi không. Tôi là người đứng trung lập nhất. Tôi quan sát hiện tượng, tôi theo dõi cái hiện tượng. Thì đến nay thì cái chuyện nó cũng sắp đã hạ màn rồi. Coi như Bộ Công an điều tra các bạn là không có dấu hiệu là ăn chặn từ thiện. Ha các bạn. Là những lời mà tố giác của bà Phương Hằng thì một số người thì cho rằng là bà này tố giác sai, làm uy tín ảnh hưởng danh dự gì đó. Thì trong lời qua tiếng lại gì đó thì nó có nhiều vấn đề. Nhưng mà tôi xin thưa gì, tức là bây giờ tôi nói với cái fan mà ủng hộ nghệ sĩ trước. Những người ủng hộ nghệ sĩ trước các bạn. Bị tôi không biết là các bạn nằm bên nào. Nhưng mà tôi nói về cái quan điểm tôi. Những người mà ủng hộ nghệ sĩ thì cũng nên xem xét lại. Để nhìn lại cái sự việc. Nhìn về bà Hằng nó một cách tích cực chút. Bà Hằng có lên là livestream 6-7 tháng trời, bà lôi hết nghệ sĩ này đến. Đầu tiên là ông Võ Hoàng Yên, rồi hết rồi đến nghệ sĩ rồi này đến nghệ sĩ nọ, 30 mấy người. 30 mấy người liên quan đến cái vấn đề kêu gọi từ thiện. Thì bà kêu sao kê thôi. Bà nghi ngờ là bà tố giác là bà kêu sao kê. Đó các bạn. Thì hiện nay thì đến nay thì cái vấn đề cái từ thiện là ăn chặn từ thiện là của bả thưa ông Võ Hoàng Yên thì công an cũng đã xử lý rồi, là ông Yên là không có cái dấu hiệu là chiếm đoạt cái tài sản của bả. Không biết là trong quá trình đó thật sự ra thì bà Hằng có mất tiền thiệt, nhưng mà cái ra pháp luật đó các bạn, gì nó cũng phải có bằng chứng chứ không thể nói miệng được. Thì bà Hằng cũng là bà tiếp tục là bà khiếu nại, bà khiếu kiện về Bộ Công an, thì cái đó chúng ta chờ các bạn.
Còn về vấn đề nghệ sĩ á, các bạn nào có yêu mến nghệ sĩ quá thì cũng nên là suy xét ha các bạn. Công an á, là cái cục cái điều tra hình sự của Bộ Công an á, thông báo ha, là cái số tiền nghệ sĩ là quy động ơi là quy động ít hơn số tiền nghệ sĩ đưa ra, tức là số tiền nó quy động ít hơn cái số tiền mà nghệ sĩ đã phân phát, tức là đã đi giải ngân và giúp đỡ đồng bào bão lụt miền Trung nha. Nghệ sĩ Hoài Linh thì là cũng bà Hằng bà tố giác 14 tỷ thì cũng ra 15 tỷ. Tức là đây chúng ta thấy cái gì nha, các bạn bình tĩnh nghe tôi phân tích nè, chúng ta thấy cái gì? Bộ ao không công an không có nói là các nghệ sĩ không có sai phạm trong cái vấn đề là kêu gọi từ thiện nha các bạn. Bộ công an chỉ nói là không có dấu hiệu ăn chặn từ thiện. Các bạn phải hiểu nè. Rồi ở trên mạng mình là mấy nói là mấy là đăng tút, đăng lên những cái tút hoặc là những cái bình luận gì nói là nghệ sĩ vô tội. Các bạn bây giờ nói cái tội thì phải được lực pháp bắt thì mới là tội, phải không? Còn những cái việc mà không bị bắt thì không tội thì nó không phải hẳn là như vậy, không hẳn là như vậy các bạn. Cái nghệ sĩ có tội hay không thì tự các nghệ sĩ đó là biết, và tự các bạn là những người ủng hộ bên này, các bạn ủng hộ bên kia, các bạn ngồi các bạn nằm đêm các bạn phân tích suy nghĩ lại. Tôi cũng có làm cái bài cuồng đó các bạn. Chúng ta đừng cuồng thì chúng ta sẽ nhìn ra nhiều thứ lắm các bạn. Thì như giờ bây giờ nè, Hoài Linh thì ngâm tiền từ thiện là 6-7 tháng, phải không? Rồi là bà Hằng bà mới tố giác là 14 tỷ. Thì Hoài Linh đi là khắc phục hậu quả tới 15 tỷ mấy. Vậy là Hoài Linh cũng vô tội, tại vì không có ăn chặn. Thì rõ ràng công an nó xác định là không có ăn chặn từ thiện, tại vì cái số tiền là quy động vô là 14 tỷ mà Hoài Linh chi ra tới 15 tỷ mấy thì 14 tỷ mấy mà Hoài Linh chi ra 15 tỷ mấy thì coi như là đâu có dấu hiệu ăn chặn. Đó đúng rồi, nghe không các bạn? Cái từ ngữ là các bạn phải xem xét từ ngữ. Bộ công an xác định là các nghệ sĩ không có dấu hiệu ăn chặn. Rồi đến Thủy Tiên, Trấn Thành rồi là mấy người khác cũng vậy, phải không? Cũng không có dấu hiệu ăn chặn. Mà cái số tiền là từ thiện là quy động vào là ít hơn cái số tiền mà các nghệ sĩ đưa ra. Thì đó là các bạn từ cái chuyện của Hoài Linh các bạn sẽ suy nghĩ ra như thế nào. Các bạn suy nghĩ ra đi, nghe không? Từ cái mà không có thì là Hoài Linh thu 14 tỷ, 14 tỷ mấy gì đó mà đi gửi về cho mặt trận tổ quốc là 15 tỷ mấy. Thì thoát cái tội là ăn chặn từ thiện. Thì các nghệ sĩ khác ha, Bộ Công an không nêu rõ là nghệ sĩ này là phân phát cho dân là dư bao nhiêu, nghệ sĩ kia dân phát bao nhiêu. Bộ Công an chỉ nói rằng là cái số tiền của các nghệ sĩ còn lại, tức là trong đó có là Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, dân gì đó, có Lương Thế Thành, ôi nhiều thứ, phải không? Thì các nghệ sĩ đó thì quy động á, là số tiền quy động vô ít hơn số tiền là chi ra. Thì từ câu nói này, nghệ sĩ không ăn chặn từ thiện mà số tiền quy động vô thì ít hơn số tiền chi ra, thì nó cũng giống như Hoài Linh thôi các bạn. À, tức là trong quá trình đó thì là các nghệ sĩ mà nếu tôi nói chữ nếu thôi chứ tôi cũng không biết vì tôi không điều tra các bạn, nhưng mà giờ chúng ta khách quan ta nhìn nhận, nếu nghệ sĩ nào mà có cái dấu hiệu ăn chặn thì người ta cũng sẽ chi ra cái số tiền ăn chặn đó rồi người ta chi thêm nữa ha. Bởi vì Bộ Công an không có điều tra xác định là cái thời gian chi tiền, bởi vì Hoài Linh là 7 tháng sau. 7 tháng sau Hoài Linh mới chi được mà còn xác định là không có dấu hiệu ăn chặn. Thì mấy nghệ sĩ kia thì vài tháng sau nữa thì cũng 7, 8, 6 tháng hoặc 5 tháng gì đó và gửi thêm ra cho mặt trận tổ quốc các địa phương nữa.
cũng giống như Hoài Linh làm vậy, giải ngân là 2-3 ngày nữa thì tới Mặt trận Tổ quốc, bị tiền chuyển khoản mà các bạn, chuyển rất là nhanh. Thí dụ như tôi là Trấn Thành đi, ha, tôi quy là 10 tỷ, nhưng mà tôi là gửi cho mẹ Hồ Hà hay gì đó là chỉ 8 tỷ thôi. Nhưng mà khi đã phát hiện, khi bà Hằng bà lên tiếng quản hồn, thì tôi sẽ chuyển tiếp là thêm 3 tỷ nữa cho cái Mặt trận Tổ quốc là tỉnh là Bình Định hoặc là Quảng Bình. Thì như vậy tôi cũng đâu có dấu hiệu quan trọng, các bạn hiểu không? Các bạn phải hiểu cái câu này mới được. Tức là cái câu này là nói gì? Bộ Quan nói là không có dấu hiệu ăn chặn, tức là người ta phát ra cái số tiền nhiều hơn cái số tiền người ta thu vô, thì rõ ràng là không có ăn chặn. Chứ Bộ Công an không có nói là cái thời gian này là phát bao nhiêu tiền, thời gian kia phát bao nhiêu tiền, cũng không có nói là Hoài Linh là 7 tháng mấy phát ngày thu tiền vô, đóng cái tài khoản tới nay là 7 tháng mấy phát, người ta đâu có nói điều đó. Nha các bạn, các bạn phải hiểu rằng công bộ công an xác định đây là các nghệ sĩ không có dấu hiệu ăn chặn, chứ không phải là các nghệ sĩ không có dấu hiệu tội phạm đâu các bạn. Có dấu hiệu tội phạm, cái vụ này ta chưa làm, ta chưa biết, sao không phải không? Có, không có dấu hiệu ăn chặn thôi. Còn có dấu hiệu tội phạm mà có vô tội hay không thì để chúng ta xét. Bởi vì mục tiêu của công an là điều tra theo chỉ đạo của chính phủ. Các bạn, Thủ tướng Chính phủ là xem cái này, cái quỹ kêu gọi từ thiện này có ăn chặn hay không. Công an điều tra theo cái mục tiêu đó thôi. Các bạn phải hiểu vậy, điều theo cái mục tiêu là ăn chặn hay không thì rõ ràng không nghệ sĩ nào ăn chặn hết. Tại vì người ta đưa cái số tiền đến dân nhiều hơn cái số tiền mà người ta huy động vào. Mà trong đây thì không có nói về mặt thời gian. Thì thôi, chúng ta cái chuyện mà chúng ta phải tin vào luật pháp, tức là tin vào cơ quan công an, nó không có nói là điều nó đâu có nói là tháng này năm này gửi nhiêu, tháng kia năm kia gửi nhiêu, nó đi điều tra tổng hợp hết trơn thì nó báo cáo lại là cái số tiền là thu vô, số rồi các nghệ sĩ thu vô ít hơn số tiền chi ra, không có dấu hiệu ăn chặn, thế là thôi. Cái đó là cũng mừng cho các nghệ sĩ. Tôi nói này các bạn, nếu mà các nghệ sĩ nào có dấu hiệu ăn chặn thì người ta cũng nhanh chân. Các bạn nhanh chân là chuyển tiền tiếp cho Mặt trận Tổ quốc các địa phương đó, cũng giống như Hoài Linh thôi. Thành ra mà để mà xác định mà các nghệ sĩ này có ăn chặn hay không thì công an đã xác định rồi. Nhưng bây giờ chúng ta là người dân, chúng ta nhìn cái hiện tượng đó. Thì đó là tôi phân tích cái suy nghĩ tôi về cái hiện tượng đó. Tôi cũng nghĩ là tôi cái này tôi nghĩ cũng hơi chủ quan, tôi nghĩ với các bạn thì các nghệ sĩ khác nó cũng giống như Hoài Linh. Hoài Linh là bị bà Hằng không la lên, bà Hằng không la lên thì làm gì có 15 tỷ mấy cho dân miền Trung. Đó là có dấu hiệu ăn chặn, nhưng mà Hoài Linh khắc phục được. Rồi các nghệ sĩ khác có dấu hiệu ăn chặn không? Công an nói chúng ta không có, công an điều tra chúng ta đâu có điều tra. Thí dụ như Thủy Tiên là 170 mấy triệu, 74 triệu đó. Nhưng mà nhiều khi là Thủy Tiên chi ra tới 176 triệu rồi sao? Hoặc là 200 triệu rồi sao? 2-3 tài khoản gì đó Thủy Tiên gom lại đưa ra hết, hơn cái số tiền Thủy Tiên huy động. Thì như vậy là không có dấu hiệu ăn chặn. Như vậy là có ăn chặn hay không á, chúng ta là người ở bên ngoài, chúng ta nghe công an nói là không có dấu hiệu ăn chặn. Nhưng bây giờ lương tâm, cái ánh nhìn của mỗi người, các bạn mà nhìn được cái cuồng nghệ sĩ, các bạn nhìn khách quan đi. Tất cả những cái gì diễn biến trong cái drama này 6-7 tháng qua thì tự các bạn đánh giá là nghệ sĩ có dấu hiệu ăn chặn hay không. Riêng tôi thì tôi xác định là cái rõ ràng nhất là Hoài Linh. Hoài Linh có dấu hiệu ăn chặn, nhưng Hoài Linh là giải ngân sau 6-7 tháng là để khắc phục hậu quả thôi. Nếu bà Phương Hằng không tố cáo lên, không có tố giác lên thì không biết cái chuyện này nó sẽ đi về đâu. Bây giờ nếu mà các bạn không có tưởng tượng không có bà Phương Hằng thì dân miền Trung không có là 15 tỷ mấy đó. Rồi nếu mà không có bà Phương Hằng thì nghệ sĩ Trấn Thành rồi Đại Nghĩa rồi này nọ thì có đưa nhiều hơn cái số tiền mà họ huy động được hay không?
tôi nói để các bạn suy nghĩ thôi. Không? Bị nhà nhà nước là người công an người ta điều tra theo cái lệnh chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là ngăn chặn từ thiện. Bây giờ không có thì thôi. Nha các bạn, nhưng mà gì? Chúng ta là những người dân, chúng ta theo dõi sự kiện, chúng ta sẽ thấy rằng có dấu hiệu chứ không phải quá. Theo tôi xác định là Hoài Linh là có dấu hiệu. Nó không có dấu hiệu, nhưng mà nhờ bà Hằng bà làm thì mới có. Còn các nghệ sĩ kia thì tôi không biết cái số là huy động được bao nhiêu, người ta không công bố, Bộ Công an không công bố, thành ra tôi không phân tích được. Ha, nhưng mà qua cái lời phát biểu của Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm đó thì tôi xác định rằng cái số tiền là Bộ Công an thông báo là số tiền huy động vào ít hơn cái số tiền phát ra. Thì tôi nghĩ rằng các nghệ sĩ này cũng giống như Hoài Linh, tức là cũng khắc phục hậu quả. Còn có ăn chặn hay không thì thôi, mình không bàn nữa nha các bạn. Qua đây thì đó, để phân tích cho các fan của bà Hằng và các fan của các nghệ sĩ mà để tự các bạn suy nghĩ thôi. Tôi là người phân tích, nhìn sự việc tôi phân tích như vậy. Còn riêng bà Hằng á các bạn, đến giờ này tôi cũng vẫn cái quan điểm là tôi ca ngợi bà này là một cái anh hào của thời đại 4.0. Lúc trước á, tôi làm cái video tôi ca ngợi bà Hằng là anh hào 4.0 với là ba lý do. Lý do thứ nhất á, là một người phụ nữ dám ăn, dám nói, dám là tố cáo những cái xấu của xã hội, lên án những cái xấu của xã hội. Cái thứ hai á, là bà quy đó, bà là làm từ thiện là một cái... là một số tiền rất là lớn, nhưng bà làm âm thầm, không ai biết. Nhưng mà rồi khi mà bà lên bà live stream bà tố giác ông Võ Hoàng Yên thì bắt đầu là những cái người ủng hộ bà mới nói những cái chuyện đó, nói những cái chuyện bà làm. Thì tới lúc đó tôi cũng như các bạn mới biết bà đó, bà làm chứ bà làm âm thầm nhiều năm, nhất là cái quỹ tim mẫu tim Hàng Hữu, và chỉ có những người trong nghề trong đó người ta biết thôi, dân chúng bên ngoài đâu có biết. Bà xây cầu, xây đường, xây chùa như này họ tùm lum nhiều lắm. Sau này là các fan của bà đưa lên thôi, nên chúng ta mới biết. Cái lý do thứ ba mà tôi ca ngợi bà là một nữ anh hào của thời đại 4.0 này, tức là bà dám nhận cái ngu về mình. Tức là bà bị ông Võ Hoàng Yên gạt, bà Võ Hoàng Yên gạt, bà dám bà tự nhận bà ngu để bà lên bà tố giác. Để bay lên bà tố giác để cho những người khác không bị gạt. Mà với ba cái lý do đó mà tôi mới làm cái video là nữ kiệt thời đại 4.0. Và đến giờ phút này, về quan điểm tôi vẫn giữ là bà này đúng xứng đáng cái lời là ca ngợi của tôi các bạn. Cái bị gì tôi là không biết các bạn sao, tôi không có nghe cái video live stream của bà Hằng nhiều. Cái bà nói tôi nói bà nói dài quá tôi nghe không nổi, tôi nghe cái chút à, mà tôi nghe thì tôi biết cái nội dung chính của bà nói. Rồi bà có chửi rủa cái này cái nọ thì nhiều khi có bữa tôi nghe, có bữa tôi không nghe. Nói chung là bà nói quá nhiều thứ rồi tôi nghe tôi cũng không nhớ hết, nhưng được có cái gì bà nói rất thật. Nha các bạn, bà nói rất là thật sự việc. Còn trong quá trình đó bà có chửi rủa, bà có này có nọ gì đó thì đó là do cái lời ăn tiếng nói của bà, cách hành xử của bà, cái phương pháp của bà để bà làm như thế nào. Như các bà được có cái gì các bạn, đó là bà hay. Tôi nói là bà ba cái yếu tố đó thì tôi đã làm video là can hời cái bà là nữ anh nào, bà dám làm những cái việc mà những người phụ nữ bình thường khác không dám làm, không đủ bản lĩnh để làm. Thì qua cái drama này chúng ta thấy cái gì? Tôi có thể nói là bả là cái người chữa bệnh. Có lẽ là chữa bệnh câm điếc cho nhiều người. Các bạn. Tại sao tôi nói điều này? Giống như là một số nghệ sĩ bà lên bà thách thức, bà dùng lời nặng nhẹ, bà làm đủ thứ hết trơn, mấy người im lặng hết, câm hết, không ai dám lên mà đối chọi và phản ứng lại
cái hoặc là đính chính lại những cái lời của bả. Đến giờ phút này nha các bạn, chỉ có mấy người chống phá bả là lên thôi, còn những cái người mà như Hoài Linh, Trấn Thành rồi này nọ thì không ai dám lên đính chính hết. Đến nỗi là bả cá với là Đàm Vĩnh Hưng 50 tỷ mà. Nhưng mà Đàm Vĩnh Hưng cũng đâu có dám ha các bạn. Cái hay của, cái đó là cái hay đó. Rồi bà này á, cái tính quân tử của bà thể hiện ở cái này á, qua sự kiện này ta mới phân tích. Nếu bà là người ghét nghệ sĩ, các bạn, bà không có ghét nghệ sĩ, bà không ghét ai á. Bà coi mấy người này là dưới tay bà hết. Bà là thuộc cái nhóm người quân tử các bạn. Nếu bà ghét Hoài Linh, trong quá trình bà thu nhập được chứng cứ gì đó, bà làm đơn bà tố giác Hoài Linh ăn chặn. Đến giờ phút này ăn chặn mấy bao nhiêu tiền đó chưa phát ra. Bà đi tố giác âm thầm cho công an làm việc. Thì người ta đã điều tra cái rột trong vòng tuần lễ là xong ngay. Thì Hoài Linh rõ ràng là ngâm tiền này là chưa đi giải ngân. Nếu bà gọi là ghét cái nghệ sĩ, bà không ưa Hoài Linh, thật sự bà phải làm như vậy. Nên các bạn phải thấy cái hành động của bà là gì? Bà la lên. Bà la lên. Đấy. Bà la lên để cho các nghệ sĩ này tự nguyện, tự giác và đi sao kê rồi tự nguyện, tự giác là đi là giải ngân. Bà la lên hàng loạt nghệ sĩ. Chứ nếu thật sự bà ghét Hoài Linh, bà làm một cái đơn, bà tố giác cho Hoài Linh. Đó. Giờ Hoài Linh đang giữ là 14 tỷ. À, quy động tiền từ thiện của dân mà đến nay là chưa trả. À, đề nghị là công an là giải quyết cái sự việc này. Công an vô điều tra cái vụ đó rất là dễ, điều tra chừng tuần lễ xong. Nhưng bà đâu có làm gì các bạn, bà la lên. Bà giống như là bà đã thảo kinh xà vậy. Bà sử dụng cái chiêu này gọi là đã thảo kinh xà, tức là bà quýnh cho rắn chạy ra. Đó, thì từ 14 tỷ mấy con rắn này mới đưa lên 15 tỷ. Thì những cái người nghệ sĩ khác bả cũng vậy. Chứ bả không phải là cái người bả có tiền, bả có khả năng mà bả chơi tiểu nhân được mà các bạn. Nhưng mà bả đâu có ghét ai đâu, bả chơi tiểu nhân làm gì. Bả nói lên cái điều này để là cho dân chúng miền Trung được đỡ khổ. Chúng ta phải thấy cái tính quân tử của bà này ở chỗ đó. Các bạn, hồi trước á, tôi làm cái video trước mà tôi ca ngợi bà là có ba cái. Bữa nay là tôi thêm một ý nữa là cái đó là cái tính quân tử của bà. Bà không có đánh với người dưới ngựa. Và hiện nay thì bà với một số người mà đấu khẩu qua lại đó, bà chơi với nhau, bà đấu khẩu với nhau, có người mà hạ nhục này nọ của bà gì đó thì qua lại với nhau thì bà đang tiếp tục. À, bà cũng đấu tiếp nữa. Các bạn, bà tố giác là trên cộng đồng mạng thôi, chứ bà cũng chưa có làm đơn mà thưa các nghệ sĩ Hoài Linh hoặc là số nghệ sĩ khác gì cả. Đó tính quân tử của bà, tức là bà muốn là đã thảo kinh xà. Bà phan một cái cây gì để cho mấy rắn chạy ra đi đem tiền từ thiện đầy đủ cho dân miền Trung. Đó là cái nhận định của tôi các bạn. Thành ra tôi nói cái đó là cái tính quân tử của bà. À, chứ bà không có chơi tiểu nhân. Nếu mà bà đánh lén, bà núp lùm, bà đánh lén rồi Hoài Linh là khó sống với bà. À, tôi nói vậy là để cái đó là cái suy nghĩ của tôi thôi. Còn các bạn mà nhiều khi ủng hộ nghệ sĩ rồi cái này nọ thì tôi phân hai, tôi phân tích với các bạn là phân hai vậy. Nay cuối năm rồi một sự việc mình phải nhìn qua xuyên suốt nhiều tháng như vậy các bạn, rồi mình mới nhìn nhận, mình phân tích. Thì cái đó là cái vấn đề là tôi phân tích. Tới giờ này tôi vẫn giữ cái quan điểm là bà Hằng xứng đáng là nữ anh hào, nữ anh kiệt cái thời đại 4.0 này. Vẫn xứng đáng. Đó, các bạn phải suy nghĩ như vậy. Rồi qua đây các bạn biết cái gì không? Qua những cái lời tố giác của bà, chính phủ là có những cái công văn, có những cái chủ trương điều chỉnh liên tục để cho phù hợp lại. Đó, bà góp phần là làm cái lành mạnh quá về cái xã hội này. Đó. Đó, tôi nói các bạn, đó là một cái ý thứ năm. Tức dầu sao cái lên tiếng của bà là dân,
bà lên tiếng gì, chính phủ thấy có những cái này sai, cái này cần điều chỉnh, bộ này thấy cái này sai cần điều chỉnh, thì người ta cũng đã làm. Nha các bạn. Với những cái việc làm như vậy thì tới nay tôi vẫn giữ cái quan điểm là ca ngợi bà này là cái nữ anh hào của thời, nữ kiệt cái thời 4.0 này các bạn. Thì các bạn có thể là người ta là bươi móc bàn chuyện đời tư, chuyện này chuyện nọ gì, thì đó là quan điểm theo suy nghĩ của mọi người thôi các bạn. Quan nghĩ là bà xấu với vấn đề này, xấu với nghề kia, cái đó là suy nghĩ thôi. Còn trên cơ sở bình luận của tôi thì tôi không có bình luận về cá nhân. Tôi không có bình luận về cái cá nhân của bà, cái cuộc sống sinh hoạt cá nhân của bà hàng này. Các bạn hiểu không? Tôi ca ngợi bà này trên cái tinh thần, cái tư tưởng của bà. Bà làm việc gì là cộng đồng, gì đất nước thật sự. Đó là cái tư tưởng tốt. Còn cái cá nhân đời của bà sống 3 chồng, 4 chồng gì đó, cái chuyện là cái chuyện cá nhân. Tôi không quan tâm tới nha các bạn. Cái chuyện là chuyện cá nhân. Các bạn, cái nào nó ra cái nào. Tôi thường thường các bạn thấy tôi phân tích bình luận không có cái nào ra cái nấy. Việc nào ra việc nào, mà cái nào ra cái nào các bạn. Thì cái bà Phương Hằng thì tôi có cái đánh giá là như vậy. Bà rất là xứng đáng các bạn. Xứng đáng là nữ kiệt cái thời đại 4.0. Các bạn. Nè, tôi xin nói lại các bạn nào mà có fan nghệ sĩ mà không, tôi làm cái video này á các bạn, tôi làm cái video mà khi mà tôi nói về bà Hằng á, tôi không có chê bả gì nhiều á các bạn, tôi chỉ chê bả lời ăn tiếng nói thôi, cách nói này nọ thôi. Thì tôi cũng đã mất một số bạn bè đó các bạn, tức là các bạn ủng hộ nghệ sĩ mà không chúng ta không có nên như vậy các bạn, ta nên khách quan mọi việc. Bà Hằng làm được việc thứ nhất, tức là bà làm việc vì cộng đồng. Mà cái người trực tiếp hưởng lợi á, về mặt tiền bạc á, là dân miền Trung. Dân miền Trung mà chịu bão lũ. Với cái tiền mà hoài Linh chi ra và cái nghệ sĩ mà chi dư hơn số tiền nghệ sĩ huy động. Cái đó là vì cộng đồng. Cái thứ hai á, là bà giúp cho nhà nước nhìn thấy những cái kẽ hở, cái sai trái để mà chỉnh sửa cho nó phù hợp. Đó là cái chuyện gì đất nước gì dân của bà. Cái đó là bên cạnh đó bà giúp cho chúng ta cũng có một cái nhận thức đúng đắn hơn về cái hiện trạng của xã hội. Các bạn giúp chúng ta nhìn nhận cái hiện trạng xã hội nó đúng đắn hơn một chút. Nó có nhiều cái vấn đề xã hội, nó còn nhiều vấn đề bất cập. Mà bà Hằng thì bà lại nêu lên cái vấn đề này. Và dưới là cái lý do là bà làm là từ thiện, tôi cũng đã nói với các bạn rồi. Bà dám làm từ thiện, bà làm từ thiện âm thầm. Bà làm nhiều năm đến giờ tại nó khác ra. Bà cũng dám là đứng lên mà tố cáo. Thì nói chung tới 4 năm lý do như vậy. Đến nay giờ tôi vẫn giữ quan điểm bà là nữ kiệt 4.0. Thì thôi nha các bạn, nhân dịp cuối năm thì mình làm cái kênh này thì chủ đề của mình là chống tham nhũng, chỉnh chu, lại bình. Thì chống tham nhũng thì mình cũng nói cái chủ đề thứ nhất là cái vấn đề của cái ngành y tế và cái chích vaccine. Chỉnh chu, lại bình thì mình cũng không dám chỉnh ai trong cái câu này. Mình hôm nay là mình cũng giống như là mình chia sẻ những cái suy nghĩ của mình. Các bạn mà đừng có cuồng nghệ sĩ quá và cũng đừng nên cuồng bà Hằng quá. Chúng ta phải tự chúng ta nhìn nhận ra cái được cái mất của mỗi một người để chúng ta tự đánh giá thôi. Tôi cũng không định hướng là các bạn là cuồng hay là ủng hộ gì bà Hằng. Tôi chỉ nói là tôi ca ngợi bà Hằng. Đó là quan điểm của tôi. Đó là một người phụ nữ là tuyệt vời trong cái thời đại 4.0 này. Các bạn, còn các nghệ sĩ rồi các về bà Hằng, về phần các bạn thì các bạn tự nhiên xét. Đó là cái sự đánh giá của tôi. Video mình đã đi hết đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video mình. Các bạn thấy mà mình phân tích hợp lý đó. Các bạn đăng ký ủng hộ kênh, giúp đỡ cho kênh phát triển các bạn.